Xin chào anh em. Hôm nay em giới thiệu cho anh em một bộ Sony Ericsson khá hiếm anh em ạ. Mọi người xem clip này thì không tưởng tượng được cái hộp nó to như nào đâu. Đây nhá, em đo găng tay này, 1 này, 2 này. Chắc nó phải cỡ 1 chiều 35, 1 chiều 35, 1 chiều 40 đây anh em ạ. Khá đặc biệt là tên của nó là Ericsson này, A2618 Lily này. Nó có một cái nhân vật hoạt hình này khá hiếm đấy. Cái này nó sản xuất để kết hợp với cái chương trình giải trí của kênh truyền hình MTV nhé. Có cái nhân vật hoạt hình Lily này, có nghĩa cái kênh truyền hình này nó kết hợp với hãng Sony Ericsson ra một cái sản phẩm này. Thì thực ra mình cũng chưa kịp có thời gian để mình tìm hiểu nó, nhưng mà mình chỉ biết cái hộp nó khá to này. Mở bên trong đây anh em ạ, đấy cái nhân vật này, Levi version 1.2 tiêu chuẩn thép 5 sao ấy. Nếu cái bụng to bên trong nó lại là một cái bụng nhỏ. Bộ này chắc là nói không ngoa chứ ở Việt Nam thì chắc chắn là không có bộ thứ hai rồi, nhưng mà trên thế giới thì chắc cũng anh em cũng không sớt ở đâu có được. Đấy, bên trong nó lại còn một cái bộ nhỏ nữa. Họ vẫn gắn cái logo của MTV nhé. Đây là một cái bộ vỏ backup đấy ạ. Vẫn là cái nhân vật Lily này. Cái bộ vỏ cái dép còn nguyên siêu nhá. Khui vào, khui nốt cái đít này. À đây, thì ra là cái này nó là một cái vỏ áo choàng anh ạ, sản xuất khá cầu kỳ anh ạ. Ồ, ngon phết ông ạ, vẽ con hoạt hình này, các vòng các viết khá đẹp. Đây, anh em tiếp tục xem máy nữa, xem bên trong nó có gì nhé. Đây, thông tin đầy đủ của nó đây. A2618S Made by Ericsson anh em ạ. Đuôi email của nó là nó lại cách ra như này, đuôi nó là 4957 anh em nhé. Màu của nó màu chuẩn này, blue này. Đấy, em mở máy ra. Máy này, để tạm đây. Đây là phía trước của nó nhé, cục sạc nó vẫn còn nguyên ở trong. Đấy, tạm ở đây. Đây là một cái quyển dạng về sách hướng dẫn này, của các thi tiếng information này. Đây chắc là một quyển hướng dẫn nhanh anh em ạ. Có logo Ericsson này này. Cũng có đủ các thứ tiếng luôn. Không hiểu là nó kết hợp có cái gì hay ho không. Nói về cái máy anh em nhé, máy brand new nguyên siêu anh em ạ, A2618S, nhìn cái độ sần của vỏ đúng rồi, bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn nguyên siêu này, logo Ericsson này, thêm một găng tay, đấy, anh em lưu ý này, Made by Ericsson này. Đuôi email là 4957 nhé, mấy hộp này 4957. Anh em nhìn kỹ cái máy này, nó lại còn có thêm một cái tấm tem seal ở chỗ ốc này anh em này. Máy này cũng là nguyên bản brand new, chưa cậy mở, nhưng mà nó có một cái đặc điểm rất đáng tiếc anh em ạ. Mình ship về thì bị hải quan nó hắc mất pin rồi anh em ạ, bây giờ không biết làm thế nào được.
Bây giờ là không có pin máy, máy thì lưu nguyên này. Đấy, tất cả là còn nguyên tem seal của ốc này, của nhà sản xuất. Đây là chỗ khay đựng sim anh em ạ. Máy lưu. Tiếc là không có sim. Cho anh em xem cái hộp này. Hộp với con nhân vật này. Nó mở ra. Mở ra to lắm anh em ạ. Nếu mà anh em cần hàng hiếm limited không đụng hàng thì em thanh lý cho anh em về tự nghiên cứu khoa học nhé, tự ship pin hay là mua pin ở đâu về lắp vào test cho em nó. Em chỉ bán tình trạng tất cả đồ đạc em khui bốc như thế, tất cả là cam kết đây, brand new, tem còn nguyên siêu đây. Liên hệ với em app Zalo 0982 830 738. Cảm ơn mọi người nhé.